Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị anh chị em đã trở lại với cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Và hôm nay là một trong những ngày vô cùng đẹp trời. Hôm nay là một trong những ngày 22 và sang ngày mai là chúng ta sẽ đón một cái ngày Tết Ông Công Ông Táo. Và trước mắt quý vị, đây là một bộ sản phẩm có tên gọi là bộ ghế bàn ăn, được cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang làm trên nền tảng nội thất Trung Hoa. Và trước mắt quý vị, đây là một bộ sản phẩm bàn ăn bao gồm 8 món. Em Sáng rất tự hào là một trong những đơn vị chuyên sâu sản xuất các dòng sản phẩm, đặc biệt là nội thất theo kiểu dáng nhà Minh. Và những sản phẩm như thế này là một trong những sản phẩm đặc biệt nằm trong rất nhiều tác phẩm mà cơ sở bên em làm. Và với một thông số vô cùng tuyệt vời, bộ bàn ăn 8 món sẽ bao gồm một bản hình chữ nhật có chiều dài thông số như sau. Chiều dài là 1m63, chiều rộng là 86 phân và tổng cao từ mặt đất lên đến mặt của bàn là 78 phân. Và với một bộ bàn ăn như thế này thì cơ sở bên em có làm thêm đó là gì? Với tiêu chuẩn như này thì thường thường sẽ bao gồm 6 ghế, nhưng bên em làm thêm 2 ghế để quý vị anh chị em có nhu cầu, có những vị khách đặc biệt thì chúng ta có thể mang ra kê và mang ra dùng rất tiện lợi. Và đặc biệt với chiếc ghế ăn này, quý vị anh chị em có thể cảm nhận này, từ những đường mọng, đường giáp keo được cơ sở bên em hoàn toàn làm trên nền tảng nội thất nhà Minh. Và đặc biệt nếu quý vị anh chị em tìm hiểu sâu hơn thì rất mong quý vị anh chị em hãy đến với làng nghề Phù Khê, làng nghề Hương Mạc, là một trong những cái lôi sản xuất ra rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ nội thất vô cùng cao cấp. Và đặc biệt cơ sở chúng em phục vụ thị trường Trung Quốc cách đây 20 năm rồi, và với một phương châm mong muốn đưa những sản phẩm đồ gỗ nội thất đẹp, chất lượng, trực tiếp sản xuất tới tay người tiêu dùng. Quý vị anh chị em có thể cảm nhận này, em ta có thể quay từ những chi tiết này, đặc biệt ví dụ như chiếc ghế này này, anh chị em thấy này, với một trên nền tảng đó là chất liệu gỗ hương của Lào, là một chất liệu gỗ vô cùng đẹp, rất đẹp và tuyệt vời. Cách hoàn thiện thì cơ sở bên em làm là riêng bộ này là đánh vectly quý vị anh chị em ạ. Đấy, đánh vectly thì hàng thì vừa làm xong, quý vị anh chị em cảm nhận này, từ những đường chân này, đường mọng giáp keo này, từ đường xoay chỉ này, tất cả làm trên nền tảng công nghệ máy móc của Trung Quốc. Đây là một trong những công nghệ mà cơ sở bên em làm rất lâu rồi, và đặc biệt rất làm cho rất nhiều những vị khách đặc biệt là vô cùng kỹ tính. Và anh chị em cảm nhận này, từ những đường xoay chỉ này, đấy, và những mũi xoay như này, nó là cả một cái quá trình, không phải là 1-2 ngày chúng ta có thể làm được. Đây là cả một quá trình, cả một nghệ thuật, cả một khu vực làng nghề chúng em làm ra, quý vị anh chị em ạ. Và rất mong những sản phẩm như này được quý vị anh chị em đông đảo cả nước đón nhận. Và với một thông số kỹ thuật tuyệt vời thì chiếc bàn được cơ sở bên em là làm đó là mặt liền nguyên khối này, anh chị em cảm nhận này, từ những đường vân này, đấy. Và đặc biệt hàng đánh vectly thì quý vị anh chị em tìm hiểu sâu, quý vị anh chị em có thể biết này, rất mỏng, nó thể hiện sự trần màu. Đó là gì? Khi mà những sản phẩm hàng đánh vectly thì bắt buộc đó là gì? Gỗ phải đẹp. Đấy, hoàn thiện về kỹ quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì đặc biệt ví dụ như trương của ghế này, anh chị em thấy này, trương này thì được cơ sở bên em làm trên nền tảng đó là ghế tựa theo ghế, là ghế tai quan, nhưng mà ghế tai quan này là ghế tai quan cách điệu quý vị anh chị em ạ. Đấy, trương ghế rất dẻo, anh chị em thấy không, đều nhau tăm tắp, 1.000 chiếc có thể giống nhau. Đó là một trong những công nghệ làm vô cùng tuyệt vời, bất kỳ một thanh gỗ nào ráp lại chúng ta có thể làm trên một bộ sản phẩm tuyệt vời như này. Và với phương châm đưa những sản phẩm tốt, chất lượng, đặc biệt khu vực làng nghề tới tay khách hàng thì em Sáng rất mong muốn những sản phẩm như này được anh chị em đón nhận. Và một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em đã quan tâm theo dõi đồng hành. Chào thân ái.